mình lên núi đỉnh cao, bây giờ mình về lại phố xá đông vui San Jose. Vậy là ở San Jose có nhiều địa hình hơn ở Atlanta vậy, nó vừa có thung lũng, có núi, có biển, có đồi, khí hậu vừa lạnh vừa khô hạn, vừa nhiệt cận nhiệt đới vừa cận ôn đới, vừa sa mạc, nó đa dạng và địa chất, đất đai thổ nhưỡng nó đa dạng hơn. Và đặc biệt đây là thung lũng của điện tử, của Facebook, của Google, của YouTube. Và nó nằm gần với lại San Francisco, Bắc California. Đèn đỏ nha, cắt ngang là đường white màu trắng vậy. Mình vẫn đi đường Kimbay, nãy mình xuống cái đèo đó. Rồi đèn xanh tiếp tục. Vậy là đi 1 tiếng, về 1 tiếng, tham quan 1 tiếng đó gì, 3 tiếng đồng hồ, lên đỉnh núi, xuống núi. Trái đây là đường Capitol gì. San Jose bây giờ là 4 giờ gì. Nắng nóng. Nãy con mình mở cửa xe cho nó thoáng nó mát. Gió vô mát cái gì. Như có gió biển vô đó. Trái qua đường Capitol.
cắt ngang là đường Apple cái gì. Siverick là đường đi vô đường Thule, đi vô khu chợ Việt Nam á vậy. Cắt ngang phía dưới cái cầu vượt đó là đường 101 đó vậy, đường xuyên bang, quẹo phải là đi San Francisco đó, còn quẹo trái là đi LA, Los Angeles gì? Đi 8 tiếng là tới Los Angeles, còn đi khoảng 1 tiếng là tới San Francisco. Về với thung lũng rồi vậy. Hết ở trên núi rồi đi xuống núi về thung lũng đồng bằng nè. Ôi, trái con miếng của xe cứu hỏa xịt quá trời luôn. Ồ, có cảnh sát chặn đường này. Thank you quý vị, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo. Goodbye.